ái chào các em học sinh khối lớp 6. Cô tên Hoàng Kim Oanh, giáo viên trường trung học cơ sở Cầu Kiệu, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất vui cùng đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình bộ môn công nghệ lớp 6 theo chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô cùng các em khởi động. Chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ và một bài tập cô đã giao cho các em trong tiết học trước. Bài tập như sau. Em hãy quan sát và trình bày cách chế biến một món ăn trong gia đình mà em thích nhất, bao gồm nguyên liệu, quy trình chế biến, hương liệu của món ăn. Ở bài tập này, các em sẽ được quan sát trong khi chúng ta cùng phụ giúp mẹ mình tổ chức một bữa ăn cho mọi người trong gia đình. Thì các em sẽ được quan sát rất là nhiều món, có thể là món luộc, món nấu, món chiên, vân vân. Cô trò chúng ta cùng xem một đoạn phim, cô giới thiệu đến các em một món thịt kho tiêu ớt. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên liệu, quy trình chế biến và món ăn này thực hiện như thế nào nha các em. Món ăn rất ngon, hấp dẫn đúng không các em? Cô mong rằng là sau này các em có thể thực hiện được những món ăn ngon như thế và còn nhiều món ăn đẹp, lạ mắt, nhiều chất dinh dưỡng ha. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về nguyên liệu và quy trình chế biến của món ăn này. Phần nguyên liệu: nước màu 1ml. Cô cũng thông báo và hướng dẫn các em đó là cái quy ước trong nấu ăn dinh dưỡng thì ký hiệu M nhỏ được xem hiểu là muỗng cà phê, M lớn đó là muỗng súp, muỗng ăn cơm. Do đó là khi mà các em đọc những cuốn sách nấu ăn, thấy rằng ký hiệu M nhỏ và M lớn là các em hãy hiểu đó là ký hiệu của muỗng cà phê và muỗng súp. Phần nguyên liệu gồm có nước màu, một muỗng cà phê, nước mắm, 3 muỗng súp, đường, 2 muỗng súp, hạt nêm, 1/2 muỗng súp, tiêu 1/4 muỗng cà phê, bột ngọt 1/2 muỗng cà phê, ít tỏi băm, hành tím, ớt, tiêu. Quy trình chế biến như sau. Thịt rửa sạch, cắt nhỏ, ướp gia vị trước 15 phút. Bắc lên bếp, cho ít nước vào, đun sôi với lửa vừa đến khi thịt săn lại. Sau đó cho thêm ớt, hành lá vào đợi đến khi keo lại. Ta tắt bếp và trình bày ra đĩa. Món này thực hiện như thế nào? Các em thấy có dễ không nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài ngày hôm nay rất nhiều các phương pháp chế biến thực phẩm. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là chủ đề chế biến thực phẩm trong gia đình. Chế biến thực phẩm làm đa dạng sản phẩm, tăng khả năng tiêu hóa, hấp thụ các chất dinh dưỡng, đồng thời có thể làm hao tổn các chất dinh dưỡng trong khi chế biến và có thể tiết ra những độc tố trong khi chế biến nếu chúng ta không sử dụng cách chế biến đúng cách. Do vậy, các em cần tìm hiểu và biết được chúng ta nên sử dụng phương pháp chế biến nào phù hợp với từng loại thực phẩm để giúp cho món ăn đảm bảo giá trị dinh dưỡng và an toàn nhất. Chúng ta cùng với cô tìm hiểu bài học này. Và mục tiêu bài học như sau. Nêu được vai trò, ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm. Trình bày được một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến. Chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt. Hình thành thói quen chế biến thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn.
Trong tiết học ngày hôm nay, cô cũng mong muốn các em xây dựng và hình thành cho mình một số năng lực tự chủ, tự lực, phản hồi tích cực, giải quyết các vấn đề, các tình huống cô đặt ra. Đồng thời, các em biết vận dụng kiến thức của mình vào thực tiễn cuộc sống hàng ngày, có ý thức trách nhiệm, tham gia tích cực trong các hoạt động. Nội dung của chủ đề hôm nay gồm có các nội dung như sau: vai trò và ý nghĩa của chế biến thức ăn, chế biến thức ăn không sử dụng nhiệt, chế biến thức ăn có sử dụng nhiệt, thực hành chế biến thức ăn không sử dụng nhiệt. Một câu hỏi cô đặt ra cho các bạn: tại sao chúng ta phải chế biến thực phẩm? Như các em thấy rằng, các tác nhân, vi khuẩn, chất độc và vi khuẩn ở đây có thể là ký sinh trùng, giun sán. Và ngoài ra, trong thực phẩm còn có những thành phần khô, cứng, chúng ta không thể ăn sống được, do đó phải sử dụng nhiệt để chế biến, làm cho chín mềm, từ đó giúp chúng ta ăn dễ dàng, dễ tiêu hóa, hấp thụ thức ăn một cách tốt nhất. Và đây cũng là vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm. Các em cùng với cô tìm hiểu phần một nhỏ, vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm. Chúng ta cùng vào hoạt động số 1, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi sau. Đây là hình ảnh sự thay đổi của thực phẩm sau khi chế biến. Em hãy nêu cảm nhận của mình về các thực phẩm trước và sau khi chế biến. Vì sao nên chế biến trước khi sử dụng? Như các em thấy quan sát trong hình, đó là những thực phẩm ban đầu chưa được chế biến, ở trạng thái thô cứng, khó tiêu, không thơm ngon, không kích thích, ngon miệng, không tiêu hóa được và không an toàn. Do đó chúng ta cần phải chế biến. Như vậy, chế biến thực phẩm sẽ giúp giết chết vi sinh vật gây hại, giúp thực phẩm an toàn hơn. Chế biến sẽ giúp chúng ta ăn vào và dễ tiêu hóa tốt hơn. Và chế biến sẽ tạo nên những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng hơn. Chúng ta chốt lại cái phần nội dung vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm như sau: giúp thực phẩm chín mềm, dễ tiêu hóa, an toàn và đảm bảo vệ sinh cho người sử dụng. Món ăn sẽ thêm phần thơm ngon và hấp dẫn. Thực phẩm đã được chế biến thành món ăn ngon như thế nào? Như các em thấy, các em thường được ăn những bữa ăn hàng ngày mẹ nấu rất ngon miệng, và chúng ta được đi dự tiệc, đi nhà hàng, được thưởng thức nhiều món ngon. Như vậy, từ những thực phẩm tươi sống này, người ta đã chế biến, sử dụng một số phương pháp linh hoạt, rất đa dạng, phong phú, tạo nên những món ăn ngon, hấp dẫn. Cô cho chúng ta cùng tìm hiểu một số phương pháp chế biến thực phẩm nhé. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Trong phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt, các em sẽ tìm hiểu hai phương pháp, đó là trộn hỗn hợp thực phẩm và ngâm chua thực phẩm. Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm. Em hãy quan sát hình và cho cô biết trộn hỗn hợp thực phẩm được chế biến như thế nào. Nhìn hình, các em cũng có thể biết được rằng gồm có các bước. Đầu tiên, ta sẽ sơ chế nguyên liệu. Ta sẽ rửa sạch, cắt thái tùy loại. Sau đó, chế biến món ăn, chúng ta sẽ pha nước trộn hỗn hợp. Rồi tiếp tục ta đổ cái nước trộn hỗn hợp này vào các nguyên liệu đã sơ chế, cắt thái sẵn, trộn đều. Bước tiếp theo cuối cùng đó là ta trình bày món ăn ra đĩa, trang trí. Như vậy, trộn hỗn hợp thực phẩm cần lưu ý cho cô, đó là phương pháp trộn các nguyên liệu thực phẩm với hỗn hợp nước trộn, tạo nên món ăn có hương vị đặc trưng. Sơ chế nguyên liệu, ta sẽ làm sạch và cắt thái phù hợp. Chế biến món ăn, pha hỗn hợp nước trộn rồi trộn đều các nguyên liệu đã sơ chế. Trình bày món ăn, sắp xếp món ăn ra đĩa và trang trí.
Phương pháp thứ hai trong phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt đó chính là ngâm chua thực phẩm. Các em hãy quan sát và cho cô biết ngâm chua thực phẩm được thực hiện như thế nào. Nhìn hình các em cũng có thể trả lời được, đó là đầu tiên ta sẽ sơ chế nguyên liệu, ta rửa sạch, cắt thái. Sau đó chế biến món ăn, ta làm hỗn hợp nước ngâm. Tiếp sau đó là ta sẽ xếp các nguyên liệu đã cắt thái, sơ chế vào một hũ hoặc lọ keo, rồi đổ cái hỗn hợp nước ngâm này vào. Ta nén chặt xuống, đậy nắp kín. Sau khoảng 2 ngày, món ăn đã lên men vi sinh vật, tạo vị chua vừa. Chúng ta bắt đầu lấy ra đĩa và trình bày món ăn. Vậy ngâm chua thực phẩm cần lưu ý cho cô các nội dung sau đây. Ngâm chua là phương pháp ngâm thực phẩm vào hỗn hợp nước ngâm một thời gian để thực phẩm lên men vi sinh vật hoặc thấm hỗn hợp nước ngâm, tạo ra món ăn có vị chua đặc trưng. Sơ chế nguyên liệu là ta rửa sạch, cách thái phù hợp. Chế biến món ăn, pha hỗn hợp nước ngâm rồi ngâm các nguyên liệu trong hỗn hợp nước ngâm. Trình bày món ăn, sắp xếp món ăn ra đĩa và trang trí. Chúng ta cùng với cô tìm hiểu qua phương pháp thứ hai, phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt. Và chúng ta tìm hiểu có 3 phương pháp. Phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nước, làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo, làm chín thực phẩm trong môi trường hơi nước và sức nóng trực tiếp của lửa. Chúng ta cùng với cô tìm hiểu phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp làm chín thực phẩm trong nước. Trong phương pháp làm chín thực phẩm trong nước thì các em biết rằng gồm có 3 phương pháp nhỏ nữa, đó là phương pháp luộc, phương pháp nấu và phương pháp kho. Hãy cho cô biết phương pháp luộc, nấu và kho khác nhau như thế nào. Để trả lời được câu hỏi này, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu từng phương pháp nha các em. Đầu tiên là phương pháp luộc. Các em nhìn hình thấy các thực phẩm chế biến tạo thành món luộc rất ngon, màu sắc đẹp. Phương pháp chế biến khá đơn giản nhưng giữ nguyên được hương vị đặc trưng của món luộc. Món luộc này là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước, lửa vừa. Và khi luộc, ta không cần nêm thêm gia vị, có thể thêm một chút muối. Và khi luộc, ta luộc riêng thực phẩm thực vật và thực phẩm động vật. Các em thấy rằng món luộc rất bổ, rất tốt cho sức khỏe nha các em. Để giúp các em tìm hiểu rõ về phương pháp luộc, cô mời các em cùng xem đoạn phim sau đây. Phương pháp luộc thực hiện khá đơn giản đúng không các em? Các em ở nhà cũng có thể thực hiện được món luộc đúng không nào? Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu phương pháp thứ hai làm chín thực phẩm trong nước, đó là phương pháp nấu. Ở đây các em thấy các món nấu rất hấp dẫn với nhiều màu sắc. Đó là các món nấu được phối hợp nguyên liệu thực vật và động vật nấu chung. Và đây là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước, lửa vừa, có nêm gia vị và tạo nên món ăn thơm ngon, nhiều màu sắc, hấp dẫn. Cô mời các em cùng với cô xem đoạn phim sau đây. Món nấu thực hiện như thế nào? Các em hãy quan sát. Món nấu vừa thực hiện xong rồi các em,
Món ăn này rất là ngon, bổ dưỡng nha các em. Tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu đó là món kho. Món kho là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nước nhưng lượng nước ít hơn là món luộc và món nấu. Món này có màu sắc đó là màu vàng nghệ, màu vàng nâu, thắng từ caramel lên, thắng từ đường lên. Và ta thấy rằng cái món này có đặc điểm là ít nước, sánh quẹo và vị mặn đậm đà. Đây là món mặn trong mỗi bữa ăn trong gia đình của các em. Như vậy, chốt lại đặc điểm của ba phương pháp này như thế nào? Thứ nhất, món luộc chính là làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước, không nêm gia vị, thực phẩm chín mềm hoặc chín tới. Món nấu làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước, có nêm gia vị, thực phẩm chín mềm hơn món luộc. Món kho làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà. Cô cùng các em qua hoạt động số 2, quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi. Em hãy gọi tên các món ăn có trên ảnh và cho biết các món ăn này được chế biến như thế nào. Nhìn hình các em có thể trả lời được, đó là các món, đó là tên là mực hấp, xôi xoài, cá lóc hấp, yến chưng đường phèn. Và các phương pháp này chúng ta sử dụng để chế biến đó là làm chín thực phẩm bằng hơi nước. Và chúng ta cùng vào phần 3.2, phương pháp làm chín thực phẩm bằng hơi nước và bằng nhiệt trực tiếp. Các em hãy quan sát trên hình và cho cô biết, hãy mô tả các phương pháp làm chín thực phẩm trong hình bên dưới. Ở bên dưới là có hình ảnh thực hiện phương pháp chưng, phương pháp hấp và phương pháp nướng. Thì các em thấy rằng phương pháp chưng chúng ta có thể mô tả được đó là sử dụng một nồi lớn có chứa nước và ở phía bên trong ta sử dụng thêm một nồi nhỏ đựng nguyên liệu cần chưng có nắp đậy. Sau đó ta bật lửa lớn, đun sôi nước, hơi nước sẽ bốc lên làm chín thực phẩm ở trong nồi bên trong. Phương pháp hấp thì ta sử dụng dụng cụ ở đây là nồi hay sừng hấp 2 tầng hoặc 3 tầng. Tầng dưới đựng nước, tầng trên ta đựng thực phẩm nguyên liệu. Và khi hấp thì sẽ sử dụng đó là lửa lớn và nước sẽ bốc lên, hơi nước bốc lên sẽ làm chín thực phẩm ở tầng trên. Phương pháp nướng chúng ta thực hiện như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu qua đoạn clip sau. Thực hiện rất là hấp dẫn đúng không các em? Cô biết rằng là gia đình các em nhiều người rất là thích ăn món nướng. Chúng ta thường là tổ chức đi dã ngoại, đi picnic hoặc là lâu lâu cuối tuần chúng ta có thể tổ chức tại gia đình của mình, nồi lửa một bếp lò lên, chúng ta nướng thịt, nướng hải sản. Như vậy món nướng được thực hiện như thế nào? Các em thấy rằng ta sử dụng lửa hoặc than củi. Chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái dụng cụ đó là một cái vỉ nướng. Và khi ta nướng thì ta chú ý chờ đều thực phẩm hai mặt cho chín đều, không để cháy khét. Bởi vì khi cháy khét các em ăn vào thì nguy cơ bệnh ung thư rất là cao. Do đó khuyến cáo rằng chúng ta cũng không nên ăn thịt nướng, món ăn nướng nhiều mà bị cháy khét nha các em.
các em cẩn thận, những chỗ cháy khét các em không nên sử dụng. Như vậy chốt lại ở đặc điểm phương pháp hấp và trưng như sau: làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước, lửa to để hơi nước bốc lên nhiều làm chín thực phẩm. Phương pháp nướng: làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của lửa, thực phẩm được nướng chín đều sau khi tẩm ướp gia vị. Món này có mùi rất là thơm đặc trưng nữa các em, đó là nhiều người rất là thích ăn món nướng. Phương pháp tiếp theo đó là làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo. Ở trong phương pháp này cũng có 3 phương pháp nhỏ, đó là phương pháp rán, phương pháp xào và phương pháp rang. Như vậy, 3 phương pháp này có đặc điểm gì khác nhau? Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu từng phương pháp. Đầu tiên là món xào. Đây là các món xào đã thực hiện xong, các em thấy rất ngon. Đa số là nguyên liệu thực vật, nhưng mà phía bên dưới có một đĩa, đó là món xào gồm có động vật và thực vật. Thì như vậy, món xào là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo, nhưng ít thôi các em, ít chất béo, lửa lớn và ta phải xào nhanh tay. Thực phẩm thực vật thì chín tới, thực phẩm động vật thì chín mềm, có nêm gia vị. Cô mời các em cùng với cô quan sát một món xào đậu que xào tôm. Khi thực hiện món đậu que xào tôm này, phần sơ chế là các em có thể sơ chế trụng sơ cái đậu que khoảng 5 đến 10 phút thôi các em nha. Tùy từng loại, đó có những loại đậu que non, đó là thời gian không cần tới 10 phút. Và sau đó các em xào nhanh tay và nêm nếm gia vị cho ngấm gia vị và ta bắt đầu trình bày ra đĩa. Món ăn tiếp theo đó là phương pháp rang, làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo. Như các em thấy trên hình, đó là các món rang thực vật và động vật. Nhưng mà đối với món rang thực vật thì các em không cần dùng chất béo và không cần nêm gia vị. Khi rang chúng ta có thể cho thêm chút muối. Còn món rang động vật thì các em có thể sử dụng ít chất béo và có nêm gia vị. Tiếp theo đó là phương pháp rán, cũng là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo, nhưng lượng chất béo sử dụng ở đây khá nhiều, nhiều hơn món xào và món rang. Khi ta rán thì ta sẽ tẩm ướp gia vị trước, sau đó ta sẽ rán với lửa nhỏ vừa để giúp cho thực phẩm chín thấu từ ngoài vào trong, có độ giòn, vàng và xốp. Cô mời các em cùng với cô xem đoạn phim sau đây, một món rán. Đây là món bánh rán đậu phụ,
rất bổ dưỡng các em. Món ăn này cô nghĩ rằng là các em có thể cùng với mẹ thực hiện tại nhà, rất bổ dưỡng. Và cô biết rằng là tất cả các em học sinh rất là thích ăn các món sử dụng phương pháp chiên như gà rán, cá viên chiên, vân vân. Do đó là các em rất là thích mua những cái món ăn bán ở trường sau khi chúng ta tan học về. Nhưng mà cô cũng nhắc nhở các em không nên ăn những món ăn chiên rán ở ngoài đường bởi vì không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Và người ta sử dụng những loại dầu không đảm bảo chất lượng, dùng đi dùng lại nhiều lần. Khi chúng ta ăn những thực phẩm chiên với những loại dầu đó sẽ ảnh hưởng sức khỏe, không tốt như các em. Do đó các em không nên ăn thực phẩm ngoài lề đường. Như vậy, đặc điểm của phương pháp rán chiên đó là làm chín thực phẩm với lượng chất béo khá nhiều, lửa vừa. Phương pháp xào, làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải, đun với lửa to. Phương pháp rang, làm chín thực phẩm với lượng chất béo rất ít hoặc không có chất béo, đun với lửa vừa. Ở đây cô lưu ý các em một số nguyên tắc chế biến thực phẩm để đảm bảo an toàn. Thứ nhất, ta phải giữ vệ sinh khi chế biến. Ở phần này, các em đều lưu ý khi chúng ta là người chế biến thức ăn thì chúng ta đảm bảo những yêu cầu gì về vệ sinh. Đó là thứ nhất, ta phải có một cái sức khỏe tốt. Khi chúng ta nấu ăn thì chúng ta phải nêm nếm. Chúng ta thực phẩm phải đảm bảo vệ sinh. Do đó là thứ nhất là cơ thể phải khỏe mạnh. Và ta đảm bảo về trang phục sạch sẽ, vệ sinh cá nhân trước khi ta chế biến thực phẩm. Ngoài ra ta cần chú ý các loại dụng cụ, nồi, bếp vân vân. Khu bếp phải luôn luôn sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái thứ hai đó là ta chọn nguyên liệu tươi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là khâu ta lựa chọn thực phẩm, phải lựa chọn thực phẩm tốt, uy tín, chất lượng, tươi, ngon để đảm bảo giữ được nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Thứ ba, tách biệt thực phẩm sống và chín, cũ và mới để tránh lây nhiễm mầm bệnh. Đây là cái điều các em cần phải chú ý khi ta lựa chọn bảo quản và chế biến. Không để lẫn lộn các loại thực phẩm sống với thực phẩm đã nấu chín và cũ với mới để tránh lây nhiễm nguồn bệnh. Và thứ tư, chế biến thực phẩm đúng cách, có nghĩa là ta phải nắm được các phương pháp chế biến thực phẩm và sử dụng linh hoạt các phương pháp chế biến vào từng loại thực phẩm khác nhau một cách hợp lý. Một mâm cơm gia đình, các em thấy chúng ta nên có đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng hợp lý, cân đối. Và ngoài ra ta nên sử dụng linh hoạt các phương pháp. Ở đây các em thấy một bữa cơm gia đình gồm có các món sử dụng các phương pháp như phương pháp luộc, phương pháp chiên, phương pháp nấu, phương pháp kho. Như vậy là đã tạo nên cho một bữa ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng và thay đổi các phương pháp chế biến một cách đa dạng và phong phú, giúp chúng ta có thể ăn một bữa ăn vừa ngon, bổ dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho mọi người nha các em. Vừa rồi chúng ta tìm hiểu các phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và không sử dụng nhiệt. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt. Chúng ta tìm hiểu sơ nét về món này có đặc điểm, cách làm như thế nào. Và cái phần này cũng giúp cho các em thực hiện cái bài học sau, đó là ta làm dự án món ăn bữa cơm gia đình thật là dễ dàng. Các em cùng quan sát với cô đoạn phim sau đây.
Đây là món ăn sử dụng phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt và có thêm một số nguyên liệu động vật để giúp tăng thêm giá trị dinh dưỡng cho món ăn. Vậy, quy trình chung khi ta thực hiện một món ăn thì các em cần lưu ý cho cô có 3 bước. Bước thứ nhất, sơ chế nguyên liệu. Bước thứ hai, chế biến món ăn. Bước thứ ba, trình bày món ăn. Và yêu cầu kỹ thuật của món ăn chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt đó là món ăn ráo nước, có độ giòn và không bị nát, có mùi thơm đặc trưng của các nguyên liệu, có màu sắc đặc trưng của từng loại nguyên liệu và vị vừa ăn. Ở đây cô hướng dẫn các em từng bước thực hiện trong cái phần thực hành chế biến thực phẩm món ăn không sử dụng nhiệt. Đầu tiên đó là các em sơ chế món ăn. Các em sẽ nhặt rửa các nguyên liệu, sau đó cắt thái tùy loại các nguyên liệu. Rồi chúng ta có thể ngâm nước muối trong vòng thời gian 30 phút. Sau đó ta chế biến món ăn. Các em đầu tiên sẽ pha cái nước trộn hỗn hợp. Rồi sau đó các em sẽ trộn cà rốt, dưa leo với cái hỗn hợp trộn nộm này. Sau đó các em trình bày món ăn, bày món ăn ra đĩa và trang trí kèm với nước chấm. Ví dụ các em có thể thực hiện những món ăn này, ta sử dụng thêm một số nguyên liệu động vật như là trứng, thịt bò, tai heo, v.v. tạo nên món ăn thêm giá trị dinh dưỡng, ngon miệng hơn, giúp cung cấp thêm các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ở bài học này, cô chốt lại hệ thống cho các em theo sơ đồ như sau. Phần chế biến thực phẩm các em vừa tìm hiểu. Thứ nhất, gồm có phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt. Đó là phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm và ngâm chua thực phẩm. Phương pháp chính thứ hai là phương pháp làm chín thực phẩm có sử dụng nhiệt, thì gồm có phương pháp làm chín thực phẩm trong nước. Trong phương pháp này gồm có 3 phương pháp là luộc, nấu và kho. Phương pháp thứ hai làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo, gồm có phương pháp rán hay còn gọi là chiên, phương pháp xào và phương pháp rang. Phương pháp thứ ba làm chín thực phẩm có sử dụng nhiệt, đó là bằng hơi nước và nhiệt trực tiếp, gồm có các phương pháp hấp hay còn gọi đồ, trưng và phương pháp dùng nhiệt trực tiếp, đó là phương pháp nướng. Chúng ta cùng với cô làm một số bài tập sau đây. Nối hình ảnh với các phương pháp cho phù hợp. Các hình ảnh món ăn như là món sườn nướng que, bánh bao hấp, cá kho, cà pháo muối chua, cá chiên, canh khổ qua, món xào thập cẩm, nồi trường luộc, tôm rang, rau luộc, dưa cải muối chua và món gỏi. Và các phương pháp cho các em đó là chọn lựa, đó là phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm, muối chua thực phẩm, làm chín thực phẩm trong nước, làm chín thực phẩm trong chất béo, làm chín thực phẩm bằng hơi nước và làm chín thực phẩm bằng nguồn nhiệt trực tiếp. Các em hãy sắp xếp và nối lại cho phù hợp. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Thứ nhất, phương pháp trộn hỗn hợp thực phẩm đó là hình H, đó là món trộn gỏi. Thứ hai, phương pháp muối chua thực phẩm là có hình dưa cải muối và cà pháo muối. Phương pháp làm chín thực phẩm trong nước gồm có các món đó là cá kho, canh khổ qua, dồi trường luộc và món rau củ quả luộc. Phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường chất béo gồm có các món ăn như là cá chiên, tôm rang và rau xào. Phương pháp làm chín thực phẩm trong hơi nước đó là có món bánh bao hấp. Và cuối cùng là phương pháp làm chín bằng nguồn trực tiếp, nguồn nhiệt trực tiếp, đó là phương pháp có món ăn thịt nướng xin que. Phần dặn dò cho bài học ngày hôm nay như sau. Các em về nhà học bài, xem lại bài cũ và chúng ta chuẩn bị cho cô một cái phần bài tập nhỏ để tiết sau chúng ta sẽ tham gia bài học một cách tích cực hơn. Đó là
Các em hãy dựa vào quy trình trộn hỗn hợp thực phẩm. Em hãy tìm hiểu cách thực hiện một món trộn dầu giấm hoặc món nộm với nguyên liệu tự chọn và tính chi phí cho món ăn đó. Ở bài tập này thì vừa rồi cô có hướng dẫn các em về cái phần thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt. Đó là một món trộn đó. Thì các em đã nắm được cái quy trình. Giờ các em về, các em sẽ tìm hiểu thêm tại gia đình của mình một món ăn khác ta thực hiện, có thể là món trộn dầu giấm hoặc là món nộm nào đó, và ta tìm hiểu xem là cái nguyên liệu, quy trình và cái chi phí cho cái món ăn đó khoảng bao nhiêu. Chúng ta hãy cùng giải quyết vào tiết học sau. Sau bài học này, cô mong rằng các em sẽ vận dụng kiến thức việc sử dụng các phương pháp chế biến thực phẩm một cách hợp lý, linh hoạt vào việc tổ chức các bữa ăn trong gia đình của mình, tạo thêm cho món ăn vừa hấp dẫn, vừa ngon miệng, đảm bảo dưỡng chất, an toàn. Và chú ý trong mùa dịch này, luôn luôn phải có sức khỏe thật tốt. Do vậy, chúng ta cần phải ăn những món ăn thật bổ dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nha các em. Bài học đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt các em.